thích ca tất cả các học viên chúng ta khỏe già cũng được chúng ta còn buổi nay với buổi tới nữa không là được kết thúc một năm học cũng nhanh đấy ha thì hôm trước chúng ta học tới cái phần cái bài thứ năm để nói về cái thức thứ bảy thì mạc na thức thì cái mạc na thức á, thì thường thường á thì tất cả các à, nói về à, giáo pháp của Phật á, thì hệ tiểu thừa với hệ trung thừa không có đề cập nói chung cũng không có nhận ra chỉ có đại thừa phật giáo thôi Đã. thì đại thừa phật giáo có thêm hai thức nữa là thức thứ bảy và thức thứ tám cho nên hôm nay chúng ta cái môn học này là bát thức tâm vương là như vậy thường thường thì năm cái thức đầu thì ai cũng có thể biết và đồng thời tất cả các môn học tâm lý ở ngoài phân tích theo kiểu về năm kép giáp à, cái giác quan của chúng ta nó cũng có một cái môn học về tâm lý học hay là một người học qua những cái hệ thần kinh học nói chung cách khác là nó cũng có đề cập đến cái năm thức năm thức đầu là nhưng mà cái thức thứ sáu thì nó không có đề cập tới nhưng mà nó không phủ nhận nhưng mà nó cũng phân tích nhưng mà nó không biết từ đâu mà ra thì tại vì nó mổ xẻ trên vấn đề cái hệ thần kinh thôi hay là mổ xẻ trên vấn đề cái cái bộ não thôi cái hoạt động của trên bộ não thôi, nhận thức trên bộ não thôi. như thì thế à. Cho nên khi bộ não thì chúng tôi đề cập nó có bốn cái chức năng đó, như là nó ngoài bốn chức năng nó ra nó không còn cái chức năng thứ khác. Đó, nói mà nói về cái tác dụng của bộ não thì nó có bốn chức năng phải không? Đó. Thì á mấy đầu thì nó tìm hiểu, tìm hiểu và xong nó phân biệt. Phân biệt thì nó suy nghĩ là suy nghĩ rồi xong là nó ghi nhớ như vậy thấy à thì nó hoạt động trên bốn chức năng đó mà thôi ngoài bốn chức năng đó ra nó không có hoạt động khác cho nên tất các nhà khoa học nhà bác học mà muốn tìm hiểu về cái bốn chức năng này thì nó cũng tại vì bốn chức năng là bốn chức năng về mặt cơ sở về cơ sở vật chất thì thế cho nên tất cả các nhà khoa học đã tìm hiểu về cái bốn chức năng này hay là tìm hiểu về cái hoạt động của cái não bộ này về vậy, vậy nó luôn chế ra những cái à, máy về cơ sở vật chất nó đáp ứng nhu cầu à, nhưng mà cái chức năng mà suy nghĩ thì à, tại vì suy nghĩ nó có tình thức còn cái kia thì nó vô thức hay là nó vô tình nó dù cho nó thông minh hay nó làm cỡ nào đi nó cũng là một cái loại hữu tình Ở vô tình chứ không phải là hữu hữu tình. Vì vậy á nó không có cái cái mặt về sinh lý ha về tâm lý cũng như bây giờ sinh lý ví dụ nó chế ra cỡ nào về mặt sinh lý đi nó cũng không phải giống nó đóng một vai trò giống như con người hay là một cái chúng sanh hữu tình được vì thế à cũng như nó biểu lộ cái tình cảm của nó nó vẫn biểu lộ đi nhưng mà nó khi mình đụng đến cảm xúc thì nó không thể nào nó khóc được dù cho nó khóc đi nhưng mà nó không thể nào mặc sinh lý nó rơi nước mắt được như vậy ha ừ, đã cho nên nó, nó không thể nào nó đóng cái vai trò có chúng sanh hữu tình được À, mặc dầu nó thông minh như vậy đi cho nên nhà khoa học cũng đang à, lưỡng lự vấn đề mà à, cái trí nhân tạo à, cũng có thể đóng vai trò trong phục vụ trong đời sống của con người nhưng mà nó cũng phải bị ảnh hưởng trên cái đời sống của con người về mặt cơ sở vật chất đồng thời về mặt cơ sở tâm lý vậy ha? Đã bởi vì con người ta, con người chúng sanh hữu tình nó phải có khổ, có vui, có cảm xúc nên nó cách khác, có nó có mọi thứ xúc động hết. Xúc động về buồn, xúc động về vui, xúc động về bất cứ một cái gì. Cho nên về mặt tâm lý đây là một cái môn học giống như một môn học tâm lý vì vậy nó không thể nào nó thay thế cho chúng sanh hữu tình được. Đó. Vì vậy đó cho nên nó cũng đang cái ảnh hưởng mặc dầu thí dụ giờ nó 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 thay thế hết những cái công việc làm đi nhưng mà con người của chúng ta ở không quá nó cũng đâu có được đâu nhưng <laughs> phải kiếm cái việc gì nó làm nhé à, cũng như mình đi mình đi mình, mình làm mệt quá mình hoặc là mình cuộc sống của mình nó căng thẳng quá thì mình đi travel phải không à mình travel thì khoảng 10 ngày thôi trở lại thôi mà trên nữa là nó bực bội rồi đó nó xanh nó xanh nhiều thứ rồi đó cũng như mình đi về Việt Nam cũng vậy một thời điểm nào đó phải trở về Mỹ mà trên nữa là nó bực bội đó cuộc sống nó không phù hợp thì nó phải về đó ví dụ mặt về đây mặc dầu nó đi cài để nó lắp lại những cái khoản chi phí của nó nhưng mà nó về đây nó cài nó vẫn vui hơn là nó ở không nha nên nó có thể nào nó không chỉ mặc cái tâm lý con người ta được hết trơn á à, ha vì vậy nói chung cách khác thì cái thức thứ bảy và cái thứ tám đây nó đặc biệt à, nhà khoa học cũng không thể nào nó tìm hiểu được nó cũng không thể nào nó phát minh được à dù cho nó tìm hiểu nó phát minh nhưng mà nó không thể nào nó phủ nhận được bởi vì sao nó không chứng minh được nhưng mà nó không dám phủ nhận được phủ nhận là không được là bởi vì sao à nó không chứng minh được là lỗi tại nó chứ không phải cái này không có hiện hữu vậy thấy à? <laughs> cho nên nó khác đi à cũng như mình thuyết minh được nhưng mà mình chứng minh không được bởi vì nó không phải là cơ sở vật chất nên mình không thể chứng minh được nhưng mà mình cũng không phà, phà học cũng không thể nào nó phủ nhận cái này được Và bởi vì nó không chứng minh được để không có cơ sở được cũng như cũng như quý vị thấy á cũng như cái cái hệ thống thần kinh của con người đó cũng như về mặt cái cái huyệt mạch đó như thế cũng như mấy giờ nhiều năm trước á cũng như mỹ đâu có chấp nhận đâu về cái khoa học chăm cứu hay là khoa cái bác sĩ đông đông y sĩ vậy đó đông y gì đó à anh thế à? nhưng mà nó nhức mỏi hay là nói cái gì đó thì nó 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 chăm vô thì nó nó hết và chứng tỏ là nó chứng minh không được cái nguyệt mặt nó không chứng minh được nhưng mà nó không thể nào nó phủ nhận được lại tại vì nó có kết quả <laughs> bởi vì nhà khoa học phải dựa trên dựa trên cái gì dựa trên cơ sở vật chất để chứng minh nhưng mà đó là thuộc về phi phi vật chất thì không thể nào chứng minh được Đấy. cũng như về cái mặt ánh sáng tốc độ ánh sáng đi nó cũng là cơ sở vật chất nhưng có thể nó đem một cái hệ thống máy móc mà nó đo được nó đo cái tốc độ của ánh sáng được ví dụ thế nhưng mà về mặt nó nó không thể chứng minh nhưng mà nó không phủ nhận được vì vậy trong tất cả những cái môn học xã hội học của à, thế gian hiện giờ nó cũng có cái môn học này nhưng mà nó giải thích đủ thứ nhưng mà nó À, nó giải thích trên cơ sở vật chất không trên cái năm năm cái giác quan của mình thôi à, vì vậy, vậy nó nó năm sáu giác quan thì nó không đủ để chứng minh cho toàn diện cái môn học của nó không thể nào nó chứng minh hay thấy nó nó giải thích không thỏa mãn được cái hiểu biết đó cái môn học đó nhưng mà nó giải thích nữa thì nó giải thích không được nhưng mà nó biết vẫn thiếu sót nhưng mà nó không biết chỗ nào để nó bù đắp thì bây giờ chúng ta thấy ngay cả cái nhà tiểu thừa hoặc cháu tiểu thừa cũng không có chấp nhận mà huống chi là cái thế gian cái gì ha cho nên cái môn học này thì mình thấy nó thêm luôn mạc na thức và a lại gia thức thì bởi vì nó dung chứa ha cố chấp và dung chứa chủng tử đó, hôm trước chúng tôi đã giải thích cái này rất là rõ cái gì thấy à đó, nếu mình cách khác đề thì cái hệ thống à, dung chứa đó trong cái tâm lý con người ta nó đi một cái dạng ví dụ là căng ha. căng ở đây á nó nhiều thứ đó, ha nó nó chữ căng thôi đã nhiều thứ rồi đó, ý căng hay là 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 khác nhưng mà nói về căn căn tức như là năm cái giác quan của chúng ta mắt tai mũi lưỡi và thân thì á, mỗi một anh nó hoạt động mỗi một cái à, cái tác dụng có nó khác nhau không có anh nào giống anh nào nếu ở địa vị phàm phu cái gì thấy à đã thì á, thì cái như này nè thường hay nó hoạt động đồng trên một cái cơ sở mỗi mỗi nó nó hoạt động khác nhau, à, cái tác dụng của nó khác nhau. Nhưng mà muốn được á, thì nó phải hoạt động cộng trên ý thức, Bây giờ là thức thứ sáu Ví dụ hay nói cách khác là hệ thần kinh. À, thì hệ thần kinh thì nó có bốn cái chức năng tìm hiểu, ghi nhớ, phân biệt và suy nghĩ. Ví dụ thì nó bốn chức năng đó. Thì quý vị thấy à, mắt của mình mình đụng tới sắc thì phải suy nghĩ ghi nhớ phân biệt vậy đó thấy rõ ràng thì động tới đây là gọi là ý thức của mình hoạt động phân biệt Đã. thì cái thì cái này nè cái hoạt động cái này lúc nào nó cũng vậy. từ cái sóc na năm căn này hoạt động với ý thức là cái 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 cái, 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 cái hệ thần kinh đó hay nó cách khác là thứ sáu đó thì không mà cộng thì thứ sáu này nó chỉ hoạt động phân tích thôi nhưng mà nó chấp ngã chấp xanh, chấp đủ thứ đó. thì cái cộng với cái anh thứ bảy thì anh thứ bảy nó hoạt động lên rồi thì tất cả điều á thì bắt đầu á thương ghét yêu mến cái gì đủ thứ lăng xăng đó thì nó khởi từng niệm từng niệm thứ gì mình thấy trong cái não của mình nó nó hoạt động từng 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 thấy à mặc dầu thương ghét cái gì đó nó cũng khởi lên hãy mà khởi lên nó tròn một niệm á, phân biệt á thì nó trở thành chủng tử thì chủng tử á, thì nó phải đâu thì bắt đầu cái anh thứ bảy đó ảnh là truyền vô À, đưa vô cái anh thứ tám trong cái kho tàng đi chứa cái chủng tử đó. Ví dụ đẹp thì chứa cái đẹp, xấu chứa cái xấu, ghét chứa cái ghét, thương, yêu, ghét gì đó đủ thứ lăn xăng nó vô trong vào cái chủng tử thứ tám đó. Thì nó nằm đó thì nó để đó rồi xong nhiều khi cùng với ý thức mà cũng như cái thức thứ 5, thứ năm thức đầu đó, nó hoạt động đủ duyên cảnh trần đó thì nó cũng đem ra cái, cái yêu thương ghét ấy, nó cũng đem ra từ cái thức thứ bảy ấy, nó là truyền thống thức đưa ra đưa vô bây giờ nó đưa ra đưa ra thì đưa ra thì sao thì đụng tới cái, cái thức thứ sáu thì nó suy nghĩ bắt đầu đó à, nó ham muốn thì đang muốn thì phải là đi sắm sửa shopping đủ thứ là, thì nó ra cái anh thứ sáu đây còn nếu không thì năm thức đầu không cần hoạt động mà chỉ cần ba thức sao nó cũng vẫn hoạt động như vậy thấy à đó là độc đầu ý thức Đã, thì một mình ý thức đó thôi à, còn nếu mà cộng vô nữa đó à, thì câu xanh à, cùng với cái anh sáu cái anh năm anh đầu để hoạt động còn nếu không thì ba anh sao vẫn hoạt động như thường ba ba cái tâm vương sao hoạt động như thường ý thức và mạc nha thức cộng với à, thức thứ tám thì nó hoạt động như thường cho nên nó vì vậy nó, nó độc lập ba anh sao nó độc lập không cần phải qua cái tiền ngũ thức nhưng nó cũng qua tiền ngũ thức nhưng nó cũng hoạt động theo độc lập nữa nó không cần cái dụ vậy cho nên vì vậy đó cái thức thứ bảy nè cái thức rất này là hay quan trọng thì ngày hôm trước chúng ta đã biết nó nó có nhiều cái tên gọi nhưng mà thường hay cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu đó thì làm cho chúng ta khó mà phân biệt được thì bây giờ đã sách đã chưa tổ cũng như tất cả các đại luận sư xưa đã là không phân biệt nổi rồi cho nên mới để như vậy nhưng là bởi vì không phân biệt nổi là bởi vì nó di tế quá vì di tế quá giống như cái giống như là cái màu sắc á, cái màu sắc á, nó, nó chỉ trên là giống như đường cơ tơ kẻ tóc thôi cái màu sắc nó cùng màu á, giống như nó trên là chỉ có một cái đường tơ kẻ tóc thôi vì vậy á, cái người phàm không có phân biệt nổi đâu là ý, đâu là thức. Như vậy ha. Chứ không phải là thánh nhân không phân biệt nổi hay là thánh nhân không hiểu nổi. Nếu không hiểu nổi, tại sao thánh nhân đưa ra hai cái gần giống nhau hay là hai cái khó phân biệt với nhau là bởi vì có cái khác biệt cho nên thánh nhân mới nói như vậy. Cho nên vì vậy cái lỗi này là lỗi của phàm phu không phải lỗi của thánh thánh nhân. Vì vậy thì vậy cho nên sau này chuyển thức thành trí đó Cho nên nó rõ ràng ha? Cho nên Thánh Nhân cũng phân tích rõ ràng đó, Không có bị lệch lạc, không có đồng cảm Cũng không có nhỏ cuộc với nó Cho nên nó gì thấy căng với ý thức nó khó phân biệt Đã. Cũng từ ngay chân chục cái điểm này Thì chúng ta thấy đó Trong này quý vị thấy à? vì vậy từ nhiều suốt những năm tháng chúng ta à, là người con Phật hay những năm tháng chúng ta là cái người à, đến chùa lại Phật hay tụng kinh bái sám đủ thứ phương tiện tu học như vậy thấy à nhưng vì vậy nếu mà chúng ta không có cái cơ sở dơ à, học hay là cơ sở giáo dục hay là một cái môi trường giáo dục chuyên ha hay là một cái chuyên ngành hay chuyên học như vậy thì chúng ta cũng vẫn lầm tưởng rằng đời sống của chúng ta luôn luôn có cái linh hồn luôn luôn có cái vong hồn như vậy ha giọt màu chúng ta học như vậy đó hiểu rõ như vậy mà mỗi một khi chúng ta buôn sách ở nơi đây lỡ một cái duyên gì đó chúng ta đi một cái đám tụng kinh bái xám để cầu nguyện cái hương linh hay vong hồn đó thì vẫn chúng ta nhập tâm để cầu nguyện là chứng tỏ chúng ta vẫn còn mê chấp ngã chúng ta học đây cũng không thấy cái gì hồn hết trơn á <laughs> thấy à? Nhưng mà khi chúng ta buông cái sách vở ở đây Chúng ta học đã đi, đi một cái đám cầu an hay cầu siêu Cho nên đi cầu siêu thì chúng ta Thì nhập tâm với cái Cái linh hồn đó Là chúng ta vậy thì cái ý thức của chúng ta bị mê hoặc Hay chúng ta vậy là à, sách là sách, dở là dở, môi trường là môi trường, không có không có không có phân biệt rõ ràng. Cái gì thấy à? Vì chúng ta lại đó chúng ta nhập cuộc là Ô, phải tôi để cầu nguyện cho cái hương linh này đi về cõi Tây Phương cực lạc. Nhưng mà trong khi môn học này giải thích thế, thế đó không có cái gì là vong hồn hay là hương linh gì hết. Thần thức, thức tâm mà thôi. Thức biến hiện mà thôi. Vì nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy nó cái sự cái sự chấp ngã chúng ta vẫn vẫn còn hay là cái định kiến chúng ta khó phá vỡ nha yeah. thì tám lại thì kích thức thứ bảy này nè khi nó hoạt động ở địa địa phàm phu cái gì thấy thì chúng ta thấy đó đối về ba cảnh á thì nó chỉ có đới chất chất cảnh không có tánh cảnh không có đọc ảnh ảnh cảnh Quý gì thấy à đó. thì thì đó, rồi xong đó, thì đó, ba lượng thì thức này nó thuộc về chỉ có chỉ có phi lượng à, rồi ba tánh thì chỉ có là vô ký ký tánh thì nói thì thức này nằm trong cách ba giới tức nhiên là tam giới nói chung cách khác thì ở địa vị phạm phu thì bởi vì nếu mà nói về cách khác đó, cái thức của nó nó phải cùng khắp pháp giới nó mới đúng nhưng mà trong này đề cập ba giới ba giới tới nhà dục giới sắc giới và vô sắc Giới. nó phải cung khắp trong ba giới ở trùng khắp trong pháp giới biết thế à bởi vì nó cùng khắp trong pháp giới cái thể tánh nó cùng khắp trong pháp giới sau này nó chuyển thức thành trí nó cũng phải được cùng cùng khắp nó mới đúng lý đã à, còn này để trong này ba giới thì không được phải phải nhiều khi cái 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 môn học nhưng mà phải có hiểu nếu mà chúng ta căn cứ vào sách giả chúng ta học cái này thì nó bị giới giới hạn nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta học như vậy chúng ta hiểu để hiểu rõ nó một cái đối với phàm địa vị phàm phu với cái dụng của thức này nó chỉ ở trong ba giới thì nó lại khác cái gì thì, thì mình hiểu khác liền phải không bởi vì cái dụng cái dụng tức là nghiệp dụng của chúng sanh nó chỉ nằm trong tam giới mà thôi khi mà nó đã cái tánh của nó cái thể của nó cái thể của thức này đối với địa vị phàm phu nó cũng phải cùng khắp pháp giới nó mới đúng nhưng mà nó này nó này nhưng mà khi cái dụng của nó ở địa vị phàm phu bởi vì dụng là nghiệp nghiệp dụng ha nghiệp quả nó không thể nào nó siêu sức được vì nó không siêu sức cho nên luân hồi sanh tử của một chúng hữu tình nó nằm trong tam giới mà thôi nó là nó cách khác nó nằm trong sáu pháp giới mà trong pháp pháp giới thì nó không rời khỏi tam giới. Vậy đó? Đây, đây, chúng ta lại khác khá, khá liền. thì chúng ta hiểu khác liền, quá vậy ha? chứ cần giải thích như vậy chúng ta hiểu khác liền còn nếu không thì chúng ta bị dính đây bị chấp ở đây à thì cái, thì cái thức này nó chỉ nằm trong tam giới mà phải đi ra gặp cái người nào đó nữa Ủa gì giải thích trong tam giới này khi nó chuyển thức thành thí tại sao nó cùng khắp nếu mà cái thể của nó nằm trong tam giới Thì nó chỉ ứng dụng trong tam giới thôi Phải không? Thì mình bị kẹ Đó. Chỉ là nắm trên văn tự Chứ không nắm trên nghĩa lý Đó. Thì chúng ta thấy Nó phải cùng khắp trong pháp Pháp giới nói mới đúng Hay nói cách khác Tám thức tam hương này Phải cùng khắp pháp giới Nó là như vậy Chứ không phải là giới hạn phải không? vì vậy nó, nó cùng khắp trong pháp giới cái thể của nó cùng khắp pháp giới cho nên sau này nó chuyển thức thành trí cái dụng nó có cũng phải cùng khắp pháp giới bởi vì cái thể cùng khắp thì dụng phải cùng cùng khắp đó. thì chúng ta phải hiểu xa hơn như thế nữa à, còn nếu mà nói về tam giới thì nó hạn chế đó, nó cái dụng có nó hạn chế hoặc là chuyển thức thành trí sau này nó cũng sẽ bị hạn hạn chế thì nói gì chính địa thì thức này có đầy đủ nói chung cách khác thì tam giới nó đã nằm trong tam giới thì địa nó phải phải đủ chính địa à, còn nếu mà nó, nó ấy rồi thì chính địa này, trong tam giới thì nó phải đầy đủ chính địa à, thì nói chung cái tâm sở này à, thì nói về à, những cái tâm sở đó à, 51 món tâm sở hay những cái những cái pháp về mặt tâm sở là những cái pháp về mặt tâm lý à, ngoại cảnh hay là à, tác động đến cái à, tám thức tam vương đó là tâm sở à, thì nó hạn chế nó nó chỉ có hoạt động 18 món tâm sở năm món biến hành vậy đó thì mấy cái này chúng ta là cái mặt pháp số à, chúng ta đã cũng có giải thích từng cái pháp số trước này đó. À thì nói về chính duyên thì thức này á như vậy thấy không nó có ba thôi ba thôi à, căng, à, căng thì tắt ấy căng tất nhiên là có thể cũng là thế à, thức thứ cái căng là cái căn căn duyên là cái cái gốc ở trong á à, chứ không phải là phù trần căng khác <laughs> căng là bên trong chứ không phải là phù trần căng phù trần căng là bên bên ngoài Đó. thì tạm né tắt <laughs> tác ý, tác ý cũng như là cái mặt mà cái cái thức thứ sáu đó, à, rồi cái chủng tử đó, là cái thức thứ thứ tám, thì nó chỉ nằm trong ba cái duyên thôi, không cần phải gì hết. là bởi vì nó không phải là, à, là phù trần căn. một phù trần căn muốn muốn hoạt động nó phải cần có có những cái chín duyên, tám duyên, bảy duyên, để gì thế. Giống như cái tai của mình và cái lỗ tai của mình hoạt động chỉ cần nghe được thì không cần cái duyên ánh sáng. <laughs> thì bớt lại còn tám duyên. Còn nếu mà con mắt của mình mà hoạt động phải có cái ánh sáng. Thì đầy đủ chín chín duyên thì mỗi anh thì nó bớt bớt tùy theo cái hoạt động của nó, tùy theo cái 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 ứng dụng của nó. À. Rồi á, nói về mặt thứ tám là cái tánh này à, hàng hằng thẩm xét về lo nghĩ à, Hàng, hằng thẩm tư duy, cái tư duy tất nhiên là quý vị thấy à, cái thức thứ sáu là nó phân biệt nó rất là nhanh lẹ, nó lanh lẹ như lắm. Nhưng mà cái anh này thì à, chậm lụt, nhưng mà anh này là câu sanh chấp ngã, anh này khó mà trừ lắm, quý vị thấy rất là khó trừ. Đã. Thì khỏi cần gì hết, á quý vị thấy mà mình mà khó ưa khó chịu hay là cố chấp mà nặng nề là cái cái thức thứ bảy của mình nó nặng lắm mà đó là cái thức thứ, thứ bảy của mình nó xài nhiều À, thế <laughs> nên nếu như thấy làm cái gì muốn làm cho bằng được à, ghét ai lại ghét gai ghét đắng <laughs> thì cái anh thứ bảy này anh hoạt động nặng lắm rồi đó thấy không? thì cái này thì thì người nữ nó nặng hơn người nam cái gì thấy thì thầy nói nhẹ chút xíu thì biết là người nữ nó nặng hơn người nam bởi à, vì nó nặng cho nên nó cái tâm lý nó nặng ha à, còn người nam á khác mà cái này nó nặng thì đời sau quý vị làm nữ tiếp à, Thầy nói thật mà đây là cái nhân cái nhân của của nữ giới mà nam mà nặng cái này thì đời sau nó phải làm nữ <laughs> thì BD nó hiện hiện nặng lắm như vị thấy nhiều khi BD nhiều khi à, nửa nam nửa nữ hay nói cách khác nó hiện nặng lắm bởi vì sao quý vị thấy BD đọc à, cái người cái người cái giới tính nó khác mà giới tính nó khác nhiều khi đó, mình mà chọc giận nó nó cũng ăn thua đủ với mình ha quý vị thấy à, nó gọi là thù giặc mà trả thù cũng dai nữa <laughs> cái tâm lý của nó như vậy không, mình không có không có ấy. được cái tâm lý nó như vậy à. nhưng mà giờ thầy thầy nói một cái khác khi mà nó hay giờ cái nói cái mặt gì của nó mặt ghen tương đi thì mình thấy rõ hơn thấy nha mà về mặt ghen tương á thì nó nó mà thương ai thì nó cũng thương ghê gớm đó. thấy không nặng cái chấp nặng chấp tâm này nặng đó. nhưng mà khi mà nó ghét rồi á nó cũng trả thù ghê gớm khuyên không có được khuyên nó không có chịu khuyên không có được ít à. lắm cơ hội khuyên để nó xóa bỏ nó ít còn ví dụ người nữ nữ thật là nữ <laughs> thì cái về mặt chấp ngã ví dụ về mặt ghen tương nó cũng dữ hơn cũng không kém gì Thấy không? nhưng mà nhiều khi khuyên nó nghe nó thì nó nhẹ hơn nếu mặt nhau nó nặng nhưng mà khuyên nó nghe à, hoặc là nó gì một hoàn cảnh khác có thể suyọ so. thì nó khác còn Nam thì nó nó khác rồi Nam thì thấy nó nhẹ nhàng hơn rồi phải không đó thì quý vị thấy thì cho nên chủng tánh chủng tánh của nó Rồi có bản tánh hoạt động của nó Thì sau này nó chiêu cảm nghiệp nhân nghiệp quả như thế nào Thì biết rõ ràng rồi Không có gì để nói Cho nên thì cái mặt này nó nặng á Thường thường mình không có để ý cái này Nhưng mà khi mình bước vô lớp học đó, Quý thầy hoặc là quý thầy giảng dạy Thì mình thấy cái này nó nó ghê, ghê sợ hơn Nó sợ hơn, đáng sợ hơn Là cái thức thứ sáu thứ Nha. Tại cái thằng này là cái thằng khó khó chịu thế nó khỏi cần đi hoài nó đã cái nghiệp <laughs> vì nó có nó nó là cái nghiệp và cho nó nó hiện thân khó ưa là phải à là nó nghiệp này cũng như đời này mình thấy mình khó ưa tất nhiên là đời trước nó đã đi vào cái nhân rồi à. đời này nó trở thành cái quả nói chung cách khác thì cái cái, cái này nè rất là khó trừ nhưng mà muốn trừ nó hay nói cách khác cách tập khí phiền não nó gắn liền đến tám thức tâm tâm vương. Đã. Nhưng mà thằng này cho nên nó mới có là cái tên là câu sanh chấp ngã. Ý như thấy à. Nhưng mà khi sau này nó chuyển thức thành trí thì nó trở thành cái tên bình đẳng thánh trí bình đẳng. Thấy không? Câu sanh là câu mau hay là khó ưa, khó chịu, chấp ngã, chấp người, chấp pháp, chấp đủ thứ ha. À đủ thứ chấp vì đủ thứ chấp cho nên nó phân biệt bỉ thử ngã ha, nhị biên đủ thứ nhưng mà khi nó chuyển thức thành trí thì bình bình đẳng thì nó cái tánh nó hoạt động nó không còn có ưa có chịu nó không còn cố cố chấp thì nó được giải giải thoát là như vậy đó cho nên đó, chứ không phải là cái thức thứ sáu đâu <laughs> thức thứ sáu mặc đầu nó nhại bén như vậy nhưng mà nó chỉ nhại bén trong cái vấn đề phân biệt mà thôi cái gì thế cái trong vấn đề phân biệt mà thôi đó. thì cái tánh của nó đó quý vị thấy nè cái tánh của nó đó hằng thẩm quý vị thấy ví chữ tổ tôi dùng cái chữ hằng thẩm mà dịch cái chữ hằng thẩm là nó sâu lắm không? sâu à nhưng mà sâu ở đây không có nghĩa là diễn tả cái mặt đó là từ vô thủy cho tới ngày ngày nay chứ không phải sâu là gì nó ghê gớm vậy thấy à cái sâu thẳm ở đây là diễn tả cho cái mặt từ nhiều đời nhiều kiếp ăn sâu vào rễ sóc rồi ăn sâu vào cái à, cái cái luân họ sanh tử rồi hoặc là nó từ đời vô thủy nó tới ngày hôm nay rồi ha à, ý vậy thấy trong phải là cái sâu thẳm sâu thẳm ở đây là diễn tả nó là cái nguồn gốc của nó đó à, không có đầu mối rồi đó từ bao giờ nó đã tới mình mà mình không hay biết nó là ai đó nhưng nó cách khác là như vậy thì chứng tỏ rằng ha rồi á hằng thẩm tư lương tư lương là cái suy nghĩ của nó là cái cái hành trang á, cũng như cái mặt mà. giống như mình dùng cái tử tư, tư lương để có một chút vốn <laughs> liếng tư lương á. thì nó là lúc nào nó cũng thấy ha à. đó cho nên gọi cái tướng của nó nó lo nghĩ nè à, tư lương rất là cái tánh tướng của nó đó cái gì thì giờ, giờ, giờ giải thích nó lo nghĩ à. thấy không thấy cái mặt này đó, cái chữ này đó, vì chứng tỏ là cái thức thứ sáu thứ nó trong cái tánh trong cái tướng nó không có để cái này nhưng mà là cái anh thứ bảy để này để chứng tỏ rằng mình nhờ mình học cái này cho nên mình biết cái anh này là cái anh, anh mối họa đó món quà của nhân luân hồi sanh tử đó. <laughs> nó nó cái vậy đó. đó. Trời, cái nghiệp dụng của nó ha là cái chỗ thứ thứ thứ, thứ sáu cái làm tướng hoặc là nhiễm hay tịnh cái chỗ thứ sáu đó. Thì nếu mà nhiễm á à, thì nếu mà tịnh á thì vui vẻ à. còn nếu mà nhiễm á thì là câu sanh chấp ngã đó thù hằn để bụng á cái vụ đó nó như nhiễm nhiễm nặng nhiễm nhẹ vậy đó thì tùy theo mình thôi tùy theo mình là mình nhìn thấy nó từ khi bây giờ mình mình đã nói là học được cái này rồi thì mai mốt mình có nổi sân nổi hận nổi gì đó thì mình biết à cái là mối quả đó đã, cái nghiệp dụng của nó là như vậy tịnh hay nhiễm nhưng mà nếu giờ nói về nó, mặc nhiễm á thì thù dai trả thù cho bằng được ha đó. nếu mà mặc tịnh thì cái này á, nó cũng là cái lòng kiên cố quyết tâm tu hành nó <laughs> về tịnh cố chấp mà nó nằm đây cố chấp mà giờ tôi khắc cái nguyện tôi thành phật tôi mới thôi phải không ai khuyên tôi cũng không chịu thì cái lòng cố chấp thì mặc tịnh nó như vậy này mặc tịnh nó cũng đợi ít mà mặt mặc nhiễm nó cũng đợi hại vô cùng giờ. nếu mình phát cái nguyện tu hành thành Phật thì đây trở thành là bổ nguyện hay là đại nguyện ha, hay là cái nguồn gốc để tu hành của mình phát tâm của mình, giữ cho ấy thì nhờ cái này nó cũng trở thành cái cái tịnh nó ngược lại còn nếu mà không có mặt này thì gặp người ta phát thì mình phát cái nguyện gặp đi người bạn xấu thì mình cũng bỏ cái nguyện không có kiên kiên trì cái này không có kiên trì đó thì bây giờ nó nói là những cách khác khi lên thánh vị thì đối với cái thức này đó thì quán hạnh hai cái chữ quán hạnh nói về tu hành như vậy thấy à mặc vào trong này không có giải thích không có gì hết trơn á nhưng mà nói về quán hạnh tất nhiên là cái vấn đề tu tập vấn đề tu hành đó thì nói chung cách khác thì mình chọn cho mình một cái pháp môn của nhà Phật rồi từ đó mình học Phật và từ đó mình hành. Học Phật thì chuyện học để hiểu biết, tăng thêm cái niềm tin nơi Phật Pháp, tăng thêm cái niềm tin nơi tự tâm, tăng thêm cái niềm tin nơi cái cái con đường tu hành của mình, tương lai sẽ thành thành Phật. Chứ không phải mình học Phật để trở thành vốn liếng của mình, để mình khoe thiên hạ, đó là ngã chấp cũng trở thành cái dạng câu xanh. Ngã, <laughs> gì? Mình học Phật có nghĩa là À, quán hạnh những ngày học Phật tu hò, tu hành theo Phật thì cái chấp ngã chấp pháp của mình phải càng mất càng nhẹ còn đằng này thì mình học mà mình cảm thấy mình tăng cường cái ngã chấp chỉ có ta giỏi ta hay ta thấy này ta thấy kia đó là học theo ngã chấp chứ không phải học theo Phật học vậy đó, nó cũng khác nữa bây giờ mình thấy à nó cũng khác nữa nhưng mà bây giờ thì cái cái này nó nhiều nhiều là làm sao? cái con đường chấp ngã nó nhiều. cũng à, như bây giờ mình học một thời gian thì mình lại biết nhiều thì mình lại khinh thường những người sơ học hoặc là mình khinh thường những người học không có ghi nhớ phân mà phân biệt nó không có lành lẹ như tôi à, thì trở thành ngã chấp chứ không phải là người học Phật. người học Phật thì phải có quán hạnh tức là phải có tu hành mà khi học Phật càng cao thì ngã chấp nó càng vơi thì nó mới đúng với con đường học học Phật còn học Phật càng ngày càng cao thì cũng khác cũng như bản thân của quý thầy bản thân của chúng tôi cũng vậy tu càng ngày phải càng nó nó què hoặc thêm nhiều người hoặc nó nghe là cái ngã chấp nó phải mai một ấy. nhưng mà tu hành càng ngày gặp càng khó khăn thì nó lại khác như vậy ha cho nên khi mà nó đoạn trừ đoạn trừ cái gì cái thức thứ này này có cái năng lực đoạn trừ tức nhiên là tu hành nó đoạn trừ đó đó chỉ nhờ cái thức thứ sáu tu quán đoạn hoặc à, mà cái thức này cũng được đoạn đó. thì cái cái này á, nó càng cũng như hồi nãy cái tánh của nó đó cái tướng của nó đó nó chấp nặng lắm mà càng ngày thì mình chấp nó càng nhẹ thì nó đúng rồi đó mà càng ngày càng nặng nữa là nghịch rồi đó như vậy thấy à nhưng mà trở lại đây chút xíu chúng tôi nói ngoài bài thật ra đó mình do mà mình học không á không phá nổi cái ngã chấp phải có tu mới phá nổi ngã chấp như vậy thấy à bởi vì mình có tu đó cái sức tâm của mình nó mới có mà sức tâm của mình nó có đó thì á là cái sức tâm là cái gì là cái tâm lực của mình tâm lực của mình là cái gì à là trí trí đạo của mình ví dụ ha cũng như hồi xưa mình chưa biết đạo có thể tham sân si của mình nó dễ đầy nhưng khi biết đạo tu đạo rồi thì cái tham sân si mình bớt đi bớt đi chứ không phải là hết cái gì thế à là chứng tỏ là cái tập khí phiền não đó tham sân si của mình á nó bị bào mòn do đâu do cái trí đạo trí à, đạo là cái sức tu hành là cái tâm lực của mình ví dụ như vậy cái trí đạo à, là cái chánh nhân tu hành à, cũng như mình nói tôi vì sinh tử mà tu đó là cái chánh nhân tu hành tôi vì cái trí đạo à, trí đạo là phải đi tới cái quả giác ngộ à, thì á, ngoài khác tôi không màng tới thì mặc dầu hồi xưa đó tham sân si của mình nó còn nhiều ví dụ mình đi ra mình có thể một ngàn đô người ta làm rớt mình có thể mình làm mình xài mình nó chà ông chà ông cho tôi hay là cái gì đó okay. nó đổi thừa là cho tôi nhưng thật ra của người ta rớt người ta chưa kịp lượm, người ta đi đang đi tìm mà mình mình đi sớt rồi yeah. thì nhưng mà bây giờ mình biết đạo rồi trí đạo à tâm đạo càng cao thì một ngàn mình không có không có màng ví dụ rớt ở đâu ví dụ rớt trong chùa đem vô chùa đưa mai mốt ai đi tìm chùa thì lấy lại ví dụ đó thì nói chung cách khác đó, là một ngàn đó hồi xưa mình rất là tham nhưng mà khi bây giờ tu rồi cái tâm đạo của mình này nó cao rồi tâm đạo cao cho nên gì đạo rồi gì quyết tâm tu đạo cho nên một ngàn không có tham nhưng mà cái sức tham của mình đó nó lại nằm một cái level khác gấp 100 ngàn đô nó lại khác okay. <laughs> thấy không? Tại cái tại cái sức của mình tâm đạo của mình nó tới có chỉ một ngàn thôi trên một ngàn tới một trăm ngàn đô thì lại khác thấy chưa thì nó lại bao nhiêu tính toán rồi đó à, không ngưng nếu mà vượt qua được thì nó ngay cửa đó mà không vượt qua thì cái sức của mình nó chỉ tới đó mà thôi như vậy thấy không? Thì nó kiểu như vậy Thì gọi là cái trí đạo Gọi là tâm đạo của mình Hay là như vậy là cái quán hạnh Là cái đoạn trừ Cái cái nhân ngã chấp Cái đoạn trừ phiền não tạp khí Tham sân si của mình là cũng ngay nhân chỗ này Đó. Nhưng mà mình muốn đoạn trừ được Xin lỗi học Mình không có thể là mình Dù cho mình thông hết kinh điển đi nữa Cũng không có đoạn được Phải có tu Chọn trong một trong cái À, cái pháp tu của Phật rồi mình tự mình hành, à, cái trí đạo nó mới tăng. Còn nếu không trí đạo nó vậy, nó nằm như vậy. chứ không phải là do học, phải do tu. Cho nên nó mới để cái chữ quán hạnh, hay là đoạn quạt à, là như vậy. Thời thứ hai đó là đoạn hoặc và chuyển thành trí, tùy chuyển cái thức này thành thành trí thì trong này nó có cái gì nè có ba giai đoạn, quý vị thấy à, nó chuyển á, lúc mà nó chuyển nó có ba giai đoạn, mà cái ba giai đoạn này căn cứ ở đâu? quý vị thấy à, trở lại hồi lúc trước chúng tôi giả, giải thích vấn đề năm mươi địa vị bồ tát á, từ thập tính thì là không có kể thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi, hồi hướng là là ba ba cái thập này gọi là tam hiền, như thấy à? Đã. Còn thập địa gọi là thánh vị là là mười là đó nhưng mà tam hiền á, thì chỉ, chỉ có một a tăng kỳ kiếp à. <laughs> là, là là dược rồi nhưng mà hai a tăng kỳ kiếp sao thấy phải trải qua cái thập địa nó mới dược Đấy, thì cho nên nó giai đoạn nó chuyển lâu lắm, hoặc là nó trừ lâu hay nó cách khác nó lâu Đã. nhưng mà bây giờ nó chuyển cái này đó thì nó có à, giai đoạn à, có ba giai đoạn Ví dụ như nè Thứ nhất là đến sơ địa Thì quý vị thấy anh này đề cập địa Về thập địa chứ không phải đề cập Thập hồi hướng hay là thập gì Vậy, Thì thức này mới vừa Chinh phục được hai cái món chấp Về phần câu xanh và chuyển thành bình đẳng câu sanh chấp ngã chấp pháp đủ thứ đó câu sanh chấp pháp á, câu sanh chấp chấp ngã đó quý vị thấy không? giờ mới được chuyển thành bình đẳng tánh tánh trí là mới vừa chuyển thôi đó. cho nên á, bây giờ chuyển là làm sao mới vừa chuyển là làm sao đó. cũng như bây giờ mình được chuyển trí à chuyển thức thành trí rồi nhưng mà chưa ứng dụng được <laughs> chưa có ứng dụng được đó cũng giống như mới vừa đề đề bô cái, cái check rồi à, nó hiện à, nhưng mà chưa có rút được Ok, nó không có radical thì cái này á, nó chỉ hiện thôi nhưng mà chưa ứng dụng được đó cho nên á, nó chuyển thức thành trí nhưng mà chưa có ứng dụng được chưa có xài được với cái dụng của trí trí đó Như gì thấy à cái dụng của cái trí đó đó rồi thứ hai đó thứ hai là khi lên đến bát địa rồi đó quý vị thấy không từ từ cái sơ địa đó, mà lên tới bát địa rồi đó thì nó mới có ứng dụng được ứng dụng đó là làm sao nó có cái tên gọi là vô công dụng đạo đó chữ vô công dụng đạo ở đây á nó cũng đặc biệt á ha thì nếu mà giải thích á xin lỗi thì rất là rộng sâu nghĩa lý rất là hay ha bởi vì sao bởi vì cái dụng của nó rộng, rộng lớn, thân nghĩa rộng lớn. À, đó, cái dụng của nó rộng lớn, cho nên lý của nó phải rộng, rộng lớn. Vậy <laughs> giải thích hoài không có hết. <laughs> Nhưng bây giờ muốn nghe thể giới thì nào? Cũng như bài giờ vô công dụng nè, dụng đạo. Thì khi đến cái địa vị này, dùng tất cả những trí huệ, những cái diệu dụng ha không cần tác ý. Đó, cái đó là cái đặc biệt bởi vì tên đây chuyển thức thành trí rồi nó không thể nào dùng thức được cũng như tất cả những phàm phu hay tất cả những chúng sanh mỗi khi muốn làm một việc gì thì phải tác ý <laughs> mình mới làm được hay nói cách khác muốn nói một điều gì cũng phải tác ý rồi mới nói được là phải có phân biệt không thì có phải là do công dụng không? Chứ phải là vô công dụng Nó phải gì? Nó phải qua cái sức Qua cái gì đó tác động Thì mới là có cái công lực Hay là có cái công năng Hay là có cái gì đó Thì nó tác động mình ha? Thì mình mới ấy được Còn cái này là vô công dụng Là không cần phải tác Tác ý mà hiển bài tất cả những Cái gì Mà thù thắng thì nó mới được giống như nó tự động mà automatic rồi. ha Đã. Đã. cũng như cái thần thông biến hóa của phật á là cái dụng công dụng phải không cũng như cái thần thông biến hóa của bồ tát quan âm thần thông biến hóa của chư phật thần thông biến hóa của các vị bộ đại bồ tát phải không cũng như quý vị thấy à, thần thông biến hóa của di ma cật đâu có tác ý thần thông biến quá của Đức Phật Quan Âm hay là Bồ Tát Quan Âm cũng không tác ý. Mà đã tác ý rồi là trễ rồi. À. Cứu độ chúng sanh không nổi. Như thế Tác ý là phải có thời gian hạn chế. Tác ý là phải có cái không gian hạn chế. Tác ý là phải có cái số lượng hạn hạn chế. Cho nên nó không thể gọi là vô công dụng đạo. Phải ra sức rồi. Phải không? Cho nên cái chữ vô công dụng đạo ở đây nó gọi là nó rất là à, di diệu thầy dùng cái chữ di diệu đó, của tự tánh hiển bài như vậy thế của tự tánh hiển bài bởi vì tới đây là chuyển thức thành trí rồi mà tới đây rồi quý vị thấy không là bát địa trở lên bát địa trở lên là cái người đã chứng gần tới đẳng giác Bồ Tát rồi là cái người đã chỉ còn có ba bốn cấp nữa thôi là Phật quả rồi <laughs> vậy cái sức dụng thần thông của cái cái địa này đó cái bát địa này đó hay là cái từ vô công dụng đạo này đó nó phải vô lượng vô biên không à. bởi vì thầy dựa theo từ thầy giải thích còn nếu mà dựa theo vật dụng giải thích hoặc dựa theo vật dụng để chứng minh thì nó khác nữa thì bởi vậy thầy mới nói đó nếu mà đem cái này ra để giải thích hay là để chỉ bài cái ứng dụng cái gọi là cái ứng dụng của diệu dụng của cái cái vô công dụng đạo này đó thì giảng hoài không có hết như vậy ha bởi vì cái thể tánh của nó nó đã rộng lớn rồi thể tánh rộng lớn nghĩa lý cũng phải sâu thẳm này ha cho nên không thể một hai từ mà diễn đạt cái dụng của nó được. À, thì không cần phải tác ý, không cần phải phân biệt, nhưng cứu độ chúng sanh không cần tác ý, không cần phân biệt. À, cũng như mà cứu độ chúng sanh mà có tác ý là trễ rồi, trễ rồi. Có nên cứu hay không nên cứu như <laughs> là trễ. Rồi. Thấy không? Nhưng mà không tác ý cũng như là không có nghĩa là làm vô thức. Bởi vì nó là trí rồi chuyển thức thành trí rồi nó đã dùng cái trí tuệ của tự tánh này nó mới hiển bài được cái dụng này còn nếu mà nó nằm trong cái thức tâm á thì không được không được cái này nếu mà đã làm trong cái trí rồi để mà hiển bài cái sức dụng của tự tánh rồi thì thầy nói đó mặc dầu nó chưa đến cái sức dụng của phật quả nhưng nó cũng phải vượt qua ngoài ba cái khái niệm không gian, thời gian và số lượng. À, nó cũng như cách khác là cái diệu dụng thần thông biến hóa của cái sức này, dụng vô công dụng, dụng đạo này để mà hiển bài cứu độ chúng sanh đó, nó không thể nghĩ bàn rồi đó. Ví dụ đó. Khi quý vị thấy không? Cái sức A la hán thôi là mình không thể nghĩ bàn huống chi cái thức này tới thứ 8 cái địa thứ 8 này, bát địa này. Còn có à, bát địa còn có hai địa cũ địa và thập địa là là xong quả vị của phật của, của, bồ tát rồi mình lên đẳng giác à đẳng giác của bồ tát là bằng đức phật di lặc rồi đó Vì thầy thế thì cái dụng của nó, nó phải ghê gớm không cho nên mình không thể nào mình nói mà cách khác là tại tại vì thầy dựa theo cái này nhưng có một dịp nào có đưa đến cái cái vấn đề này thì thầy sẽ giảng rộng ra một cái hướng khác cho quý vị nắm ví dụ, thì tất cả cái diệu dụng thần thông cái này nó cách khác không cần qua nhân duyên đối đãi mà xài được không cần phải tác ý phân biệt mà cũng xài được đó mới là vô công dụng đạo còn đã qua qua nhân duyên thì phải có gạt qua sức có cái có cái tác động bên ngoài tôi mới làm À, còn tác ý nó như là có cái công lực này, cũng như có cái sức lực của tôi này, có cái sức lực ý thức này, giống như có cái sức của ý thức đã góp phần vô tôi mới làm được. Thì nó không thể gọi là vô công dụng đạo được rồi. À, thì Thầy muốn nhấn một vài cái điểm chính cho quý vị thấy. Còn nói về cái nghĩa này thì có một dịp nào có gặp này thì chúng tôi sẽ dẫn rộng ra và lấy ví dụ thực tiễn cho quý vị thấy. Hay nói cách khác, cái thể của nó đã cùng khắp thì cái vô công dụng đạo này phải cùng cùng khắp à, cái thể của nó nó tự động thì vô công dụng đạo này cũng phải tự tự động đó thì cái nghĩa nó như vậy nói cách khác là vô công dụng đạo này không qua nhân duyên đối đãi không cần tác ý mà thực hiện nhiệm vụ cứu độ chúng sanh được viên mãn theo tự tánh đó là rõ cái nghĩa rồi đó đã. ha hay nói cách khác là cái thể tánh vô công dụng đạo của tự tánh ấy, nó phải được gọi là tự động, Đã. không bị không gian thời gian hạn hạn chế. Cũng như bây giờ một vị bồ tát cũng như phật quan âm bồ tát quan âm đi muốn vô công dụng đạo muốn thể hiện cái sức vô công dụng đạo này. ha à thì phải không bị không gian thời gian hạn chế bởi vì cái tự tánh của phật quan âm nó đã cùng cùng khắp nếu mà nói về không gian mà phải từ đây mà bay qua một cái phật quốc bên kia để cứu độ một cái chúng sanh thì phải có cái thời gian bay qua không là bị hạn chế không thấy không đã. nói về quá khứ muốn độ một chúng sanh trong quá khứ cũng cần cần trở lại cho quá khứ thấy không nói về số lượng vô lượng chúng sanh Muốn độ cùng một lúc Cũng không cần phải độ trước độ sau Nếu mà đổ trước độ sau là cái số lượng bị hạn chế à vậy thấy à Thì cái nghĩa này nó ghê Nó, nó, nó thù thắng như vậy đó Đó là như vậy Thì còn một buổi học nữa Thì chúng ta sẽ kỳ sau Thì chúng ta học Còn bài thi thì thầy sẽ gửi cho dân phòng ha thì quý vị thì cái bài thi của chúng ta rất là nhẹ nhàng à, không có gì cả là bởi vì pháp số nó nhiều chúng ta chỉ cần để ý mấy cái bài giảng cuối cuối này là chúng ta sẽ làm được rồi hai nữa thì à, Từng tới thì chúng tôi đã đưa cho bài thi cho văn à, phòng thì lúc mấy giờ còn vài phút chúng ta sẽ nói về cái bài thi một chút xíu thì quý vị để ý à, không nói trắng ra được. <laughs> Phật chúng ta hồi hướng. Chúng ma sanh vô o biên trại nguyện độ phiền. tận thai nguyện đoàn mang pháp môn vô lượng thảy nguyện học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành mô Phật.